Kính thưa quý vị và các bạn, trong đời sống xã hội, quan niệm về đạo đức đã được cộng đồng xã hội thừa nhận rất sớm. Vì đạo đức là hệ thống các quan điểm, quan niệm, những quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội ra đời tồn tại và biến đổi từ nhu cầu của xã hội. Trên cơ sở đó đã hình thành nên các quy tắc xử sự nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội, được thực hiện bởi sự tự giác và sức mạnh của dư luận xã hội. Do vậy, đạo đức còn bao gồm thái độ, tình cảm, sự đánh giá của con người về các hành vi và mối quan hệ giữa con người với nhau và với xã hội. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân luôn gắn liền với việc xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất và năng lực để thực hiện những nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Để có được đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, không chỉ chú trọng tới năng lực, trình độ chuyên môn, mà vấn đề cốt lõi là xây dựng được đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần tâm huyết, tận tụy phục vụ nhân dân. Do đó, ngày 20 tháng 5 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 76 ban hành quy chế công chức Việt Nam. Với sắc lệnh này, có thể nói, đây là lần đầu tiên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ban hành một hệ thống các quy phạm pháp luật khá hoàn chỉnh, làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ công chức cách mạng Việt Nam. Công chức Việt Nam là những công dân giữ một nhiệm vụ trong bộ máy nhà nước của chính quyền nhân dân, phải đem tất cả sức lực và tâm trí theo đúng đường lối của chính phủ và nhằm lợi ích của nhân dân mà làm việc, phục vụ và cống hiến. Tại điều 2 của quy chế quy định, công chức Việt Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến sự hoạt động của bộ máy nhà nước. Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Hai tại điều 3, quy chế công chức Việt Nam quy định quyền lợi của công chức và tại các điều tiếp theo quy định việc tuyển dụng, tổ chức, quản trị, sử dụng công chức, vân vân. Từ những quy định trên, có thể thấy, ngay trong quy chế công chức đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, nhà nước ta đã nêu lên những chuẩn mực đạo đức, pháp lý rất quan trọng đối với công chức nhà nước. Lần đầu tiên, những giá trị đạo đức truyền thống như cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư được thể chế hóa thành những giá trị chuẩn mực pháp lý đối với công chức Việt Nam. Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, có năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính có ý nghĩa quyết định, vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về công chức công vụ, trong đó quy định các chuẩn mực đạo đức công chức có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chuẩn mực đạo đức công chức đã trở thành một vấn đề thiết yếu đối với nền hành chính công của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2022. Trong chuyên mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách với tựa đề Pháp luật đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay của tiến sĩ Lê Đinh Mùi biên soạn do nhà xuất bản Tư Pháp phát hành. Quyển sách Pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay gồm có 3 chương như sau. Chương 1. Cơ sở lý luận của pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam. Chương 2. Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam. Chương 3. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay. Sách dày 222 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, do nhà xuất bản Tư Pháp phát hành, hướng tới chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2022. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách
pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay. Hãy subscribe.